Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 6 phút ngày 23 tháng 1 tại đường ven đê Liêm Mạc ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ di chuyển cùng chiều với người phụ nữ đi xe máy. Khi tới khúc cua thì tài xế ô tô quyết định vượt lên, tuy nhiên bất ngờ gặp xe đi ngược chiều. Tài xế ô tô liền đánh lái sang phải để tránh va chạm. Chính điều này lại khiến chiếc ô tô đâm thẳng vào người phụ nữ lái xe máy đi cùng chiều. Người phụ nữ đang mang bầu đã ngã văng xuống đường. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không hề dừng lại mà tăng ga bỏ chạy.